ta tên là Oanh trước khi cắt mí Deep Line 8D ạ. Và chúng ta có thể theo dõi tình trạng mí của chị trước khi cắt ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ở hai mí của chị ý này thì cái lượng da trùng rất là nhiều ạ. Và mặc dù là mí của chị là hai mí nhưng mà nhìn ở hình ảnh này thì quý vị sẽ không thấy rõ mí đúng không ạ? Đây, và chúng ta có thể theo dõi rõ ràng hơn ở cái hình ảnh đây. Chụp ở đây đấy ạ. Quý vị có thể thấy là cái tình trạng da trùng của chị rất là nhiều và nó bị sụp mí khá là nhiều ạ. Đó. Đây. Cả hai bên mí nhá quý vị nhá. Và chị đã rất tin tưởng thẩm mỹ viện Lia và khi đến đây thì bác sĩ đã kiến nghị cho chị cắt mí vi điểm Deep Line 8D ạ. Và sau khoảng 45 phút thì đây là dáng mí của chị ngay sau khi phẫu thuật ạ. Đó. Quý vị có thấy sự khác biệt không ạ? Từ cái đôi mắt bị sụp mí rất là nhiều đã thay thế bằng đôi mắt có hai mí to tròn và rất là đều nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể theo dõi đây, một vài góc quay đây. Vì vừa mới phẫu thuật xong nên là mí của chị vẫn còn hơi sưng nề một chút nhé quý vị nhé. Thì sau khoảng từ 7 đến 10 ngày khi nếp mí nó vào form thì sẽ rất là đẹp thôi ạ. Và đây, chúng ta có thể theo dõi cái nếp mí cắt rất là nhỏ. Chưa chị nhắm mắt vào giúp em ạ. Đây, quý vị có thể thấy là cái đường cắt mí rất là nhỏ nhé quý vị nhé. Sẽ rất là tự nhiên, sau này sẽ rất là tự nhiên quý vị ạ. Đó. Đây. Rồi em cảm ơn chị. Chưa chị cho em hỏi là trong quá trình mà mình làm phẫu thuật ấy thì mình cảm thấy thế nào nhỉ? Mình thấy cũng bình thường, không đau lắm. Bác sĩ rất là ma tay đúng không ạ? Chưa chị, em mời chị soi gương nhé. Chị thấy cái dáng mí này như là có thay đổi nhiều so với dáng mí cũ của mình không ạ? Thay đổi rất nhiều đấy bạn. Chị thấy là có ưng ý với cả cái dáng mí này không chị? Hiện tại thì mình rất ưng ý. Vâng. Bởi vì là vẫn còn hơi sưng nề một chút nhá chị nhá. Mình cố gắng mình về mình chườm lạnh một chút thì cái mí của mình nó sẽ không bị sưng. Thì sau khoảng 7 đến 10 ngày khi chị đến đây cắt chỉ ấy, thì chúng ta sẽ thấy những cái sự thay đổi nhất định trên gương mặt của chị Oanh của chúng ta nhá quý vị nhá. Đây. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang thẩm mỹ viện Lia. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo ạ.